trào lửa Trung Đông có diễn biến mới, Lần đầu tên lửa phiến quân Houthi tại Yemen vươn tới lãnh thổ Israel. Giữa bối cảnh hơn 2 triệu người Palestine ở Gaza đối mặt với nạn đói, các lãnh đạo EU kêu gọi tạm dừng giao tranh nhân đạo ngay lập tức. Xung đột Đông Âu vẫn rực lửa, Nga tung video oanh tạc loạt căn cứ của Ukraine gần biên giới. Trong khi đó, Ukraine nhắm mục tiêu vào tuyến đường sắt huyết mạch của Nga ở Krum. đang chú ý, Nga lần đầu tức quyền công dân của người lan truyền thông tin sai lệch về quân đội. Các ngân hàng Trung Quốc siết chặt thòng lọng tài chính của Nga các tin tức quốc tế khác, EU nhất trí đàm phán về tư cách thành viên của Bosnia. 16 bang kiện chính quyền Tổng thống Biden về vấn đề xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG. Ông Trump kêu gọi quyên góp tiền mặt để trả tiền phạt từ các vụ kiện. Apple khai trương cửa hàng mới ở Thượng Hải, Trung Quốc. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Cô Huy thân chào quý vị đến với bản tin an ninh trật tự thế giới 24 giờ. Tiếp tục những diễn biến liên quan đến tình hình căng thẳng chưa hạ nhiệt ở Trung Đông. Đại Ati đưa tin, vừa qua, phiến quân Houthi tại Yemen đã tập kích Israel bằng tên lửa hành trình, đánh dấu lần đầu tiên khí tài của nhóm này vươn tới lãnh thổ Israel. Phía quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ một vật thể đáng ngờ trên không, được phóng từ biển đỏ hướng về phía nam Israel. Tuyên bố của quân đội Israel nói rằng vật thể này không xâm nhập và không phát Israel cư dân ở thành phố phía Nam Eliad báo cáo đã nghe thấy vụ nổ lớn. Trước đó, vào ngày 19 tháng 3, cơ đội Israel đã thừa nhận rằng một tên lửa hành trình có khả năng được phóng bởi Houthi đã xâm nhập vào không phận Israel và hướng tới một khu vực chống ở gần Eliad vào sáng sớm 18 tháng 3. Houthi đã nhắm mục tiêu vào các tàu chở hàng ở Biển Đỏ do các công ty Israel sở hữu hoặc các tàu vận chuyển hàng hóa đến và đi từ Israel để bày tỏ sự đoàn kết với Hamas ở dài Gaza, nơi gần 32.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra. Mỹ và Anh đã phát động các cuộc không kích trả đũa nhằm vào căn cứ hầu thi bên trong Yemen. Hầu tuyên bố rằng họ có tất cả các tàu của Mỹ và Anh là mục tiêu quân sự. Liên minh do Mỹ dẫn đầu mang tên chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng đã tiến hành các cuộc không kích không liên tục kể từ ngày 12 tháng 1 nhằm vào các căn cứ của Houthi ở các vùng của Yemen để đối phó với các cuộc tấn công ở Biển Đỏ. Vào ngày thứ Năm 21 tháng 3, 27 nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU đã ra tuyên bố chung kêu gọi tạm ngừng giao tranh nhân đạo ngay lập tức ở Gaza, đồng thời khuyên cáo Israel không tiến hành các cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào thành phố Rafah nằm ở cực nam vùng đất này. Trong tuyên bố sau hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles, các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi thả tự do vô điều kiện cho tất cả con tin. Hội đồng châu Âu nhấn mạnh, việc phát động chiến dịch trên bộ và Rafa sẽ làm xấu đi tình hình nhân đạo vốn đã thảm khốc, cũng như cản trở về cung cấp các dịch vụ cơ bản và hỗ trợ nhân đạo cần thiết khẩn cấp. Lưu ý rằng hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn ở đây. Trước các báo cáo về nguy cơ xảy ra nạn đói, các nhà lãnh đạo EU kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng tiếp cận nhân đạo đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở vào Gaza. Họ đồng thời bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về một cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay ở Gaza và những tác động của nó đối với dân thường, đặc biệt là trẻ em. Trong khi đó, mới đây các ngoại trưởng Ả Rập cũng lên tiếng kêu gọi xóa bỏ mọi rào cản do Israel áp đặt đối với hàng viện trợ nhân đạo được chuyển tới Gaza nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết của hơn 2 triệu người Palestine đang đối mặt với nạn đói. Tuyên bố chung nêu rõ các bộ trưởng ngoại giao của Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Jordan, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng kêu gọi mở cửa tất cả cửa khẩu biên giới giữa Israel và Gaza nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Trước đó, các ngoại trưởng Ả Rập đã gặp người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại thủ đô Cairo của Ai Cập và thảo luận về các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra giữa Israel và Hamas. Cập nhật xung đột Đông Âu, thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 21 tháng 3 thông báo lực lượng Nga đã phá hủy một số căn cứ tạm thời gần biên giới Ukraine. Cơ đội Nga cũng đã tung ra video ghi lại cảnh phá hủy các căn cứ này. Thông tin vừa được Đài Ati đăng tải. Tuần trước, một số nhóm chiến đấu bao gồm những người Nga chống lại Điện Kremlin đang chiến đấu cho Kiev đã cố gắng vượt biên từ Ukraine để tiến vào hai tỉnh biên giới Belgorod và Kursk của Nga. Lực lượng của Moscow đã đẩy lùi các cuộc tấn công của những nhóm này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng của Kiev đã chịu hơn 1.500 thương vong, mất 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Brandley và 2 xe bọc thép chở quân. Trong những ngày gần đây, theo báo cáo của Moscow, lực lượng Ukraine đã tăng cường pháo kích vào các khu vực biên giới của Nga, giết chết và gây thương tích cho nhiều thường dân. Trong bài đăng trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ cảnh quay được quay từ máy bay không người lái, cho thấy Nga đang thực hiện các cuộc không kích vào loạt mục tiêu của Ukraine gần biên giới với tỉnh Belgorod. Một video clip khác được ghi lại cảnh đơn vị Ukraine bị tấn công ở một rừng cây giáp biên giới. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã đăng tải một đoạn video clip báo cáo rằng đơn vị chiến tranh điện tử của nước này đã phát hiện Ukraine bắn các hệ thống tên lửa và pháo từ phía bên kia biên giới. Hệ thống tên lửa đã phóng tầm xa SMS của Nga tấn công các vị trí của Ukraine. Newsweek đưa tin quân đội Ukraine mới đây đang đặt mục tiêu vào tuyến đường sắt vừa được xây dựng của Nga, tuyến đường kết nối các khu vực mà Nga đang kiểm soát ở Ukraine với bán đảo Crimea. Phát biểu trên truyền hình quốc gia vào ngày 21 tháng 3, người phát ngôn tình báo quân sự Ukraine SUA, ông Andriy Susov, nói rằng tuyến đường sắt đi qua khu vực Zaporizhia kết nối thành phố cảng Rostov-on-Don của Crimea là một thách thức và là mục tiêu quan trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Các quan chức Nga cho biết vào tháng 11 rằng việc xây dựng tuyến đường sắt là để giúp vận chuyển hàng hóa, chẳng hạn như ngũ cốc, sắt và than đá trên đất liền Nga trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea vốn đã trở thành mục tiêu chính của Ukraine. Vào thời điểm đó, Yevgeny Bariski, thống đốc Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, nói rằng việc xây dựng đường sắt sẽ giải quyết các vấn đề của quân đội. Ông Yusuf vào ngày 21 tháng 3 cho biết, Nga không hài lòng với những gì đang xảy ra ở cầu Krum, do đó họ đang cố gắng tăng cường kết nối đường sắt ông Yushchev nói thêm rằng Nga đang sử dụng đường sắt để hỗ trợ các lực lượng chiến đấu ở Ukraine. Bán đảo Crimea được Nga sắp nhập vào năm 2014, từng là một trung tâm quân sự quan trọng trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cầu Crimea đã bị đóng cửa vào đầu tháng này sau khi Moscow cáo buộc Kiev thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày 3 tháng 3 rằng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào Crimea và 38 máy bay không người lái trong cuộc tấn công xuyên đêm và giao thông trên cây cầu đã bị chặn tạm thời. Ukraine trong những tháng gần đây cũng đã nhắm mục tiêu thành công vào hạm đội biển đen của Nga hiện diện quanh bán đảo Crimea. Cơ đội Kiev tuyên bố vào tháng 2 rằng họ đã loại bỏ 20% hạm đội hải quân Nga kể từ khi xung đột bắt đầu. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt FAB-3000, loại bom nặng khoảng 3 tấn, được trang bị mô đun hiệu chỉnh và phổ quát UNPC, có khả năng xóa sổ nhiều công trình kiên cố của đối phương. Ngày 21 tháng 3, Bộ trưởng Shoigu đã có chuyến thị sát tới một nhà máy công nghiệp quốc phòng ở tỉnh Nizhny Novgorod, nơi sản xuất bom FAB-3000, FAB-1500 và các loại đạn khác bao gồm đạn pháo. Trong chuyến thăm, ông Shoigu được báo cáo về sự gia tăng đáng kể trong sản xuất bom. Ông cho biết sản lượng bom FAB-500 tăng gấp nhiều lần, bom FAB-1500 tăng gấp đôi và dây chuyền sản xuất hàng loạt bom FAB-3000 đã được khởi động từ tháng 2. FA-3000 là dòng bom thông thường nặng 3 tấn do Liên Xô phát triển và được đưa vào trang bị từ năm 1946. Dòng bom này vẫn là một trong những vũ khí lợi hại dành cho các oanh tạc cơ chiến lược của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Mỗi quả bom chứa khoảng 1,5 tấn thuốc nổ mạnh, đủ sức phá hủy mọi công trình, kể cả những công trình kiên cố nằm sâu dưới lòng đất trong bán kính 35 mét sức ép từ vụ nổ cũng có thể gây chấn động não, chảy máu tai từ khoảng cách 200 mét. Lực lượng Nga từng triển khai siêu bom này trong chiến dịch không kích nhà máy TF Azovstal ở thành phố Mariupol vào tháng 4 năm 2022. Một thông tin đáng chú ý, Politico vừa qua đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Ukraine có thể bị đánh bại trên chiến trường chỉ trong thời gian ngắn. Ông Macron nói Ukraine có thể sẽ sụp đổ thật nhanh. Trước đó, ông Macron đã nhấn mạnh lập trường của mình về Ukraine sau khi một số công dân Pháp đang chiến đấu thay mặt cho Kiev thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa của Nga. Tại một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo EU ở Paris vào cuối tháng 2, ông đã ngầm ẩn ý rằng khả năng NATO gửi quân vào Ukraine có thể xảy ra. Dù ý tưởng này đã nhanh chóng bị các nước đồng minh phản đối, nhưng ông Macron đã tiếp tục nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của Pháp dành cho Ukraine là không giới hạn và gọi Nga là kẻ thù. Trong khi đó, tham mưu trưởng quân đội Pháp Pierre Struil tuyên bố rằng quân đội Pháp đã sẵn sàng, Nga đã lên án mạnh mẽ những nhận xét của ông Macron và cảnh báo NATO không nên tiếp tục thực hiện các động thái thù địch. Theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, việc triển khai binh lính phương Tây đến Ukraina sẽ khiến xung đột trực tiếp với Nga trở thành điều không thể tránh khỏi. Marine Le Pen, một thành viên nổi bật của đảng đối lập quốc gia Pháp và là đối thủ của ông Macron trong cuộc bầu cử năm 2022, đã cáo buộc Tổng thống dùng vấn đề Ukraine cho lợi ích chính trị của mình. Thờ Marianne cho biết, những lo ngại rằng Kiev có thể đang thua trong cuộc chiến này xuất phát từ các đánh giá của quân đội Pháp. Theo đánh giá, sau cuộc phản công mùa hè của Kiev, Ukraine khó có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột bằng các biện pháp quân sự. Vài ngày sau, Nhật báo Le tuyên bố rằng, Ông Macron đã thảo luận về việc gửi quân đội đến Ukraine từ tháng 6 năm 2023, khi cuộc phản công của Ukraine mới bắt đầu. Tướng Strill cũng nói rằng các tuyên bố công khai của ông Macron là thông điệp chính trị và chiến lược về ý chí của Pháp đối với Nga, chứ không phải cố tình khiến tình hình leo thang. Thưa quý vị, một người đàn ông bị kết án vào mùa hè năm ngoái vì cố tình lan truyền thông tin sai lệch về quân đội đã bị Nga tức quyền công dân. Thông tin được Ria Novosti đăng tải mới đây. Đối tượng trên tên Alexander Somikov sinh ra ở Moldova đã lệnh án 6 năm tù vào tháng 7 năm ngoái sau khi đăng tải một thông điệp không đáng tin cậy trên mạng xã hội. Tại tòa, Somikov thừa nhận tội lỗi của mình khi khai rằng bản thân biết rõ thông tin này là sai sự thật nhưng muốn đưa nó ra trước dư luận và hy vọng thu hút được người theo dõi và lượt tương tác. Ria Novosti dẫn một nguồn tin trong hệ thống tư pháp cho biết người đàn ông gốc Moldova này đã bị tức hộ chiếu Nga. Đây là trường hợp đầu tiên bị thu hồi quốc tịch Nga vì phát tán những thông tin sai sự thật về lực lượng vũ trang. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, đã xuất hiện nhiều nỗ lực làm suy yếu uy tín của lực lượng vũ trang Nga trên mạng xã hội bằng cách đưa ra tuyên bố sai sự thật về hoạt động của quân đội Ukraine. Vào tháng 11 cùng năm, tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất tước quyền công dân đối với những trường hợp vi phạm. Năm 2023, luật về quyền công dân của Liên bang Nga chính thức có hiệu lực cho phép tòa án thu hồi quyền công dân của những cá nhân nhập tịch bị kết tội có hành vi gây tổn hại tới an toàn cá nhân và cộng đồng, nhưng người có quốc tịch Nga từ khi sinh ra sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy định này. Cùng theo luật mới, việc cố tình lan truyền thông tin sai lệch về quân đội có thể bị phạt tới 5 triệu rúp, tương đương với 54.000 đô la Mỹ, hoặc có thể bị phạt tối đa 15 năm tù nếu hành động đó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thưa quý vị các công ty có lợi ích kinh doanh tại trung quốc đang gặp khó khăn lớn trong việc thanh toán khi có thông tin rằng ít nhất chín ngân hàng trung quốc đã ngừng xử lý các giao dịch từ nga kể cả những giao dịch được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ Tờ Investia của Nga đưa tin vào ngày 22 tháng 3, một lệnh đình chỉ giao dịch có hiệu lực ngay lập tức được thông báo đến khách hàng, nhưng không công bố rộng rãi, đã ảnh hưởng đến chi nhánh nước ngoài của các công ty Nga từ ít nhất giữa tháng 1. Một số tổ chức tín dụng lớn nhất của Trung Quốc trước đây xử lý cả giao dịch bằng đồng rúp và nhân dân tệ từ Nga, này đã tạm dừng giao dịch sau khi bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga kể từ tháng 12, nhằm mục tiêu cụ thể và các ngân hàng và các tổ chức tài chính cố ý hoặc vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hàng hóa bị cấm đến Nga, đe dọa họ bằng các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Nhìn chung, mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia đã bùng nổ trong hai năm kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát. Một phần là do Trung Quốc có quyền truy cập lớn hơn vào thị trường Nga, cũng như việc xuất khẩu dầu khí và khí đốt của Nga tăng cao giữa những biện pháp trừng phạt sâu rộng. Nga và Trung Quốc đã đạt kỷ lục 240 tỷ đô la Mỹ thương mại hai chiều vào năm ngoái, tăng 26,3% và trước thời hạn, các quan chức hàng đầu của Tổng thống Vladimir Putin và những người đồng cấp trong chính quyền của thủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, quan hệ song phương đang ở mức tốt nhất từ trước đến nay, được thúc đẩy bởi các lợi ích chiến lược chung. Tuy nhiên, các nhà kinh doanh của cả hai quốc gia vẫn đối mặt với những rủi ro đáng kể đối với các tổ chức tài chính Trung Quốc, đặc biệt là những tổ chức có cổ phần lớn bằng đồng đô la và euro, đó là khả năng có thể hứng chịu trừng phạt thứ cấp từ phương Tây. Còn đối với các nhà nhập khẩu của Nga, họ biết rằng các khoản thanh toán của họ có thể bị từ chối bất kỳ lúc nào. Theo tờ Investia, trích dẫn các nguồn tin trong lĩnh vực ngân hàng của Nga, tính đến tuần này, các ngân hàng Trung Quốc đã ngừng chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ từ Nga bao gồm ngân hàng Ping An, ngân hàng Ninh công ty con DBS của Trung Quốc, Ngân hàng Grace World Trust China, Ngân hàng sang Trung Quốc, Ngân hàng Quảng Phát Trung Quốc, Ngân hàng Thương mại nông thôn Côn Sơn, Ngân hàng Thương mại nông thôn Thâm Quyến và Ngân hàng Thương mại nông thôn Đông Quan. Bộ Thương mại Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác. Tại hội nghị thượng đỉnh mới đây tại boxen các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý khởi động đàm phán với Bosnia và Herzegovina về việc gia nhập khối. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sẽ chỉ bắt đầu chính thức sau khi quốc gia Balkan này hoàn thành những cải cách quan trọng thông tin được AFP đăng tải. Trên nền tảng X, người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel đã hoan nghênh Bosnia và Herzegovina đến với gia đình chung châu Âu. Ông viết, quyết định hôm nay là một bước tiến quan trọng trên con đường hội nhập EU của Bosnia và Herzegovina. Cô gia bàn cẳng đã nộp đơn đăng ký và trở thành thành viên EU vào năm 2016 và được trao tư cách ứng cử viên từ năm 2022. Tuy nhiên nước này cần phải thực hiện một loạt cải cách trước khi được EU bật đèn xanh để chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Tuần trước, EU thông báo Bosnia và Herzegovina đã hoàn thành một số bước cần thiết, song vẫn còn những cải cách tư pháp và bầu cử chưa được giải quyết. Xung đột Nga-Ukraine đã thúc đẩy mục tiêu mở rộng của EU sang Đông và Trung Âu trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài Bosnia, các nước láng giềng trong khu vực là Montenegro, Bắc Macedonia, Serbia và Albania cũng đang tăng cường nỗ lực gia nhập EU. Thưa quý vị, theo Reuters, Bộ trưởng An ninh Nội địa của Mỹ Alexander Mayorkas vừa cho biết Họ sẽ hỗ trợ Guatemala trong cuộc chiến chống tham nhũng và tội phạm tại cuộc họp báo với Tổng thống Bernardo Arevalo ở thủ đô của quốc gia Mỹ Latin. Bộ trưởng Mayorkas chỉ trích đạo luật Texas SB4 của bang Texas cho phép chính quyền tiểu bang bắt giữ và truy tố những người bị nghi ngờ vượt biên trái phép từ Mexico, nói rằng điều đó là vi hiến. Cùng nhau, chúng ta sẽ thực hiện các bước đi cụ thể để giải quyết vấn đề di cư trái phép đáng nhức nhối, cũng như chống lại các mạng lưới tội phạm và ngăn ngừa nạn tham nhũng. Cùng nhau, chúng ta sẽ từng bước đảm bảo an ninh kinh tế cho khu vực Trung Mỹ để đẩy lùi những vấn nạn trên chúng tôi hiểu rằng tham nhũng đang đe dọa nền dân chủ của guatemala hoa kỳ sát cánh cùng các bạn trong trận chiến này cũng như sát cánh cùng tổng thống averalo và người dân guatemala chúng ta đang cùng nhau thực hiện các nỗ lực chung để đạt được mục đích vì tương lai hai nước đó là thịnh vượng an ninh và ổn định xã hội của guatemala trong và sau cuộc bầu cử vào năm 2023, Tổng thống Arevalo phải đối mặt với điều mà ông gọi là âm mưu đảo chính của công tố viên Consuelo Porras. Những tháng trước khi ông nhậm chức, văn phòng công tố đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm hủy bỏ kết quả bầu cử. Trong giai đoạn này, Washington áp đặt một số lệnh trừng phạt đối với quốc gia Trung Mỹ, tức thị thực khoảng 400 nhân viên chính phủ và chủ doanh nghiệp với lý do tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Cũng ở Mỹ, Texas và 15 tiểu bang khác do Đảng Cộng hòa lãnh đạo vào ngày 21 tháng 3 đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Joe Biden với xác lệnh đóng băng hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG được ban hành gần đây. Đơn kiện được địa trình lên tòa án liên bang ở bang Louisiana. Tổng trưởng lý bang Texas Ken Paxton chỉ trích điều mà ông gọi là lệnh cấm bất hợp pháp và không rõ ràng, Texas hiện là nhà sản xuất dầu thô và khí đốt tự nhiên hàng đầu của nước Mỹ. Sắc lệnh đơn phương của ông Biden đã phớt lờ các luật định, quy trình pháp lý khiến đảo lộn ngành công nghiệp dầu khí đảo lộn và phá vỡ nền kinh tế Texas và làm suy yếu cấu trúc hiến pháp của chúng ta, ông Pastor nhấn mạnh. Viện dẫn cuộc khủng hoảng khí hậu, Tổng thống Biden vào tháng 1 đã tạm dừng việc cấp giấy phép mới cho hoạt động xuất khẩu LNG. Thời điểm đó, ông Biden nói rằng quyết định này cho thấy một cuộc khủng hoảng khí hậu là mối đe dọa hiện hữu trong thời đại của chúng ta. Theo lệnh cấm, các đơn đăng ký xuất khẩu LNG mới sẽ được cân nhắc trong khoảng thời gian không xác định và có tính yếu tố khí hậu, cũng như tác động tới nền kinh tế và môi trường. Điều này được cho là có thể đe dọa tương lai của hơn chục kế hoạch xây dựng cơ sở xuất khẩu LNG ở Mỹ. Lệnh cấm được ông Biden đưa ra trong bối cảnh Tổng thống tìm cách thu hút, cử tri, vốn quan tâm tới các vấn đề về môi trường. Ông Biden dự kiến sẽ có một màn tay đấu với kình địch Donald Trump vào tháng 11 tới. Ông Trump từng gọi hiện tượng nóng lên toàn cầu là do con người gây ra là một trò lừa bịp và cam kết ngăn chặn các chính sách nghị sự về khí hậu của ông Biden. Mỹ bắt đầu xuất khẩu LNG từ năm 2016 nhưng nhanh chóng trở thành nhà cung cấp lớn nhất thế giới, một phần do châu Âu quay lưng với khí đốt Nga sau khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị, một đám đông người di cư đã phá hàng rào dây thép và ồ ạt à vượt biên vào bang Texas của nước Mỹ từ Mexico. Nhóm người này thậm chí còn xô sát với lực lượng vệ binh quốc gia. Hỗn loạn xảy ra trong bối cảnh an ninh biên giới đang là vấn đề gây tranh cãi gay gắt trong giới chính trị Mỹ với việc Đảng Cộng hòa cáo buộc Tổng thống Joe Biden lơ là nhiệm vụ. Video do đại AT đăng tải vào ngày 21 tháng 3 cho thấy những người di cư xô đổ hàng rào dây thép và cố gắng vượt qua các thành viên vệ binh quốc gia đang cố ngăn chặn họ nhiều người trong số đó giơ tay ra hiệu cho lực lượng chức năng không nổ súng nhưng chỉ vài giây sau, hộ ồ ạt tràn qua biên giới, đẩy các binh sĩ sang một bên và chạy về phía cửa khẩu. Phóng viên New York tác nghiệp tại hiện trường cho biết, vụ việc được ghi nhận tại một cửa khẩu giới ở El Paso, bang Texas. Khoảng 600 người di cư đã tập trung ở phía bên kia biên giới ở lãnh thổ Mexico trước khi một phần hàng giả biên giới bị sô đổ. Theo một nguồn tin giấu tên, nhóm người di cư đã bị đẩy lùi qua Mexico. Lực lượng vệ binh quốc gia bang Texas được triển khai trong khuôn khổ chiến dịch ngôi sao cô đơn trị giá 12 tỷ đô la Mỹ do thống đốc bang Grace Abbott khởi xướng nhằm ngăn chặn dòng người di cư vượt biên trái phép. Chính quyền tổng thống Biden đã đệ đơn kiện bang Texas vì dựng hàng rào kiểm soát di cư khi trên thực tế vấn đề an ninh biên giới thuộc thẩm quyền của chính phủ liên bang. Tuy nhiên, thống đốc Abbott đã viện dẫn quyền tự vệ trong luật pháp bang, lập luận rằng việc tổng thống Biden lơ là nhiệm vụ để gây ra cuộc khủng hoảng người di cư. Trong tuần này, tòa án tối cao Mỹ đã ngăn đạo luật của bang Texas về việc được quyền bắt giữ và trục xuất những người di cư trái phép. Tình trạng nhập cư bất hợp pháp đã gia tăng làm giảm sự tín nhiệm của công chúng đối với tổng thống Biden khi ông vận động tái tranh cử vào cuối năm nay. Theo thông tin từ The Guardian, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 21 tháng 3, một lần nữa kêu gọi những người ủng hộ của mình quyên góp tiền mặt để giúp ông thanh toán các khoản chi pháp lý ngày càng tăng sau hàng loạt các vụ kiện. Ông Trump hiện đang đối mặt với việc phải trả một khoản tiền thế chân khổng lồ trị giá 545 triệu đô la Mỹ vì tội khai không giá trị tài sản dòng và tài sản bất động sản. Nếu ông không trả tiền phạt, chính quyền có thể bắt đầu tịch thu tài sản của ông. Ông đã gửi một email gây quỹ đến với những người ủng hộ với tiêu đề Hãy bảo vệ tháp Trump khỏi bàn tay bẩn thỉu. Trong email ghi rõ rằng, Đảng Dân Chủ, cực đoan điên rồ, đang muốn tịch thu tài sản của tôi ở New York. Họ muốn tịch thu cả tháp Trump. Đảng Dân Chủ nghĩ rằng điều này sẽ đe dọa đến tôi. Họ nghĩ rằng nếu họ lấy tiền của tôi để kìm hãm chiến dịch tranh cử thì tôi sẽ từ bỏ. Họ nghĩ rằng mọi người sẽ rời bỏ tôi cũng như đất nước của chúng ta. Nhưng có một điều họ không biết đó là chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng. Ông Trump vào tháng 8 năm ngoái đã có mặt trước các cơ quan nhà nước ở bang Georgia trong vụ án liên quan đến việc lật đổ bầu cử Tại New York, ông Trump phải đối mặt với 34 cáo buộc hình sự và gần đây đã trả một khoản tiền 92 triệu đô la Mỹ để trang trải cho đơn kháng cáo của mình liên quan đến cáo buộc hiếp dâm. Theo AFP, Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Nosivu Mapisa Nakula vào ngày thứ Năm thông báo nghỉ phép đặc biệt trong bối cảnh bà đối mặt với cuộc điều tra tham nhũng và làn sóng kêu gọi từ chức. Bà Mapisa Nakula cho biết trong một tuyên bố, bởi vì tính nghiêm trọng của những cáo buộc và suy đoán đang lan truyền rộng rãi trên truyền thông, tôi đã quyết định nghỉ phép đặc biệt ngay từ bây giờ. Trước đó hai ngày, các nhà điều tra Nam Phi đã tiến hành khám xét nhà của nước Chủ tịch Quốc hội liên quan đến cáo buộc bà nhận 2,3 triệu ren, tương đương với hơn 120.000 đô la Mỹ tin hối lộ từ một nhà thầu quân sự khi bà giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2014 đến năm 2021. Cuộc khám xét diễn ra chỉ hơn 2 tháng trước bầu cử quốc gia trở thành một đòn giáng mạnh đối với Đảng Đại hội Dân tộc Phi ANC cầm quyền, vốn có kết quả không mấy khả quan cho các cuộc thăm dò từ dư luận gần đây do những cáo buộc về tham nhũng và quản lý yếu kém. Đảng đối lập hàng đầu của Nam Phi là Liên minh Dân chủ DA đã kêu gọi bà Mapisa Nakula từ chức. Đảng ANC cầm quyền cho biết trong một tuyên bố, ANC cam kết thực thi chính sách về tính liêm chính, ANC đề cập đến nguyên tắc loại bỏ một chính sách nội bộ của đảng yêu cầu các thành viên phải tự nguyện từ chức khi bị cáo buộc tham nhũng. Bà Mapisa Nakula đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và đảm bảo hợp tác điều tra đầy đủ, Nam phải dự kiến tiến hành bầu cử vào ngày 29 tháng 5. Reuters đưa tin cuộc đính công của bác sĩ ở Kenya nhằm kêu gọi cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc vẫn đang tiếp diễn và hiện đang bước sang ngày thứ Bảy và ngày thứ Năm, 21 tháng 3. Công đoàn bác sĩ, dược sĩ và nhà sĩ Kenya đã tổ chức đình công quy mô lớn toàn quốc từ ngày 14 tháng 3 với 4.000 bác sĩ tham gia, yêu cầu chính phủ cam kết thực hiện các thỏa thuận đàm phán tập thể đạt được vào năm 2017 sau một cuộc đình công kéo dài 100 ngày và dẫn đến cái chết của hàng chục người do thiếu chăm sóc y tế. Các nhà lãnh đạo công đoàn cho biết họ không có ý định gây ảnh hưởng tới bệnh nhân, nhưng họ đã ngùng cung cấp dịch vụ cấp cứu tại các bệnh viện công nhằm gia tăng tác động của cuộc đình công. Một trong những yêu cầu của công đoàn đối với chính phủ là đảm bảo cung cấp y tế toàn diện cho các bác sĩ và bố trí 1.200 bác sĩ thực tập tại các bệnh viện công. Thưa quý vị, trong nhiều thập kỷ, ngư dân Moscow Christic, người Krastia, đã đánh bắt cá ở vùng nước trong của biển Adriatic, một phần của Đại Tây Dương. Ông cho biết hiện nay sự xâm lấn của loài cá hồng môi địa trung hải đang là nguy cơ lớn đối với hoạt động đánh bắt truyền thống cũng như sinh kế của người dân địa phương. Người dân Ristik cho biết, cá hồng môi địa trung hải ở nước ta còn gọi là cá vẹt, lần đầu tiên được phát hiện ở miền Nam Adriatic vào khoảng 15 năm trước, nhưng kể từ đó loài này đã trở thành sản phẩm đánh bắt không mong muốn trong lưới của ông. Dù được coi là món ngon ở nhiều nơi, nhưng cá hồng môi lại không hợp khẩu vị đối với người dân địa phương quanh ngôi làng Molunat ở miền Nam Croatia, nơi ông Krstic sống. Ông nói, tôi không thể bán nó cho ai cả, người dân địa phương sẽ không ăn loại cá này. Cá hồng môi địa trung hải đang cùng khoảng 50 loài mới ngày càng mở rộng lãnh thổ sống ở biển Adriatic đe dọa quần thể cá bản địa, biến đổi khí hậu và giao thông hàng hải gia tăng là nguyên nhân khiến những loài này kéo nhau di cư ngày càng đông sang vùng biển này. Chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Biển và Bờ biển có trụ sở tại Dubrovnik, Croatia, Anenac Antolovic cho biết trữ lượng cá ở biển Adriatic tích nhánh cực bắc của địa trung hải đã sụt giảm do đánh bắt quá mức biến đổi khí hậu và sự xâm lấn của các loài mới anh Antolovic nói, dòng biển Adriatic đang thay đổi, nó ngày càng ấm hơn, do đó các sinh vật mới xuất hiện gồm cá, sinh vật phù du và tảo. Theo dữ liệu năm 2023, Tổng cục Công nghệ mới, Năng lượng và Phát triển Kinh tế Bền vững của Ý, ENEA, địa trung hải đang trở thành vùng biển nóng lên nhanh nhất hành tinh. Chuyên gia Antolovic giải thích, các loài cá mới đã đến địa trung hải và Adriatic từ biển đỏ qua kênh đào Suez do dòng chảy ấm hơn hoặc lẫn vào theo trong các thùng nước dằn của tàu thuyền. Chỉ riêng sự xuất hiện của cá hồng môi đã gây nguy hiểm đến sự sống của khoảng 460 loài cá bản địa. Bên cạnh đó, một số loài cá mới cũng xuất hiện ở đây, gây nguy hiểm cho con người, chẳng hạn như cá sư tử độc hoặc cá đá. Tháng 2 vừa qua, một người dân ở khu vực Dubrovnik đã bắt được một con cá đuôi vuông mắt đỏ một loài sống ở vùng biển sâu, hiếm gặp ở vùng biển Adriatic, ở nước láng giềng Montenegro, có đường bờ biển nối liền Croatia. Các nhà khoa học từ Viện Sinh học biển ở thành phố ven biển Tô đã lấy cua xanh làm ví dụ về loài xâm lấn. Nhà khoa học Oliveira Markovic cho biết, chúng bò về đây khoảng 20 năm trước và là một trong những loài xâm lấn tồi tệ nhất ở địa Trung Hải. Người dân và các nhà khoa học ghi nhận trữ lượng các loài giáp sát như là cua xanh lá đã bị giảm sút, còn ở một số nơi thì đã bị xóa sổ hoàn toàn kể từ khi xuất hiện cua xanh dương. Anh Ilija Seth Kovic, một nhà nghiên cứu tại Viện Sinh học Biển nói thêm, mối quan tâm lớn giờ đây là các loài cá thỏ, cá nóc và cá sư tử đang phát triển mạnh ở vùng biển Adriatic dọc theo bờ biển Montenegro. Theo anh Sekovic, cá sư tử hiện là vấn đề nhức nhối vì nó là loài săn mồi và gây thiệt hại đáng kể cho hệ sinh thái. Biển Adriatic là một phần của Đại Tây Dương, nằm giữa bán đảo Balkan và nước Ý. Đây là một trong những biển lặng nổi tiếng ở châu Âu, có đặc điểm là nước trong xanh, bờ biển đá vôi và những hòn đảo nổi tiếng cùng với những món hải sản tươi ngon và các món ăn địa phương phong phú. Vùng biển thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Tiền đạo Bukayo Saka sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng với đội tuyển Anh trong hai trận giao hữu với Brazil và bị sắp tới vì dính chấn thương. Thông tin được các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin mới đây. Trên trang chủ, Liên đoàn bóng đá Anh xác nhận Bukayo Saka rời đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3. Thông báo có đoạn, cầu thủ tấn công của Arsenal, hội quân tại St. George's Park với một chấn thương và không thể tham gia tập luyện cầu thủ sinh năm 2001 hiện đã rời đại bản doanh của đội tuyển Anh và trở về câu lạc bộ chủ quản để phục hồi chức năng. Phía đội tuyển Anh không triệu tập cầu thủ thay thế Saka. Hiện thông tin cụ thể về chấn thương của Saka chưa được tiết lộ. Thông tin Saka chấn thương là tin xấu đối với Arsenal khi pháo thủ sắp có chuyến hành quân đầy chung gai đến Etihad cho cuộc chạm trán với Man City. Mà đối đầu này có thể mang ý nghĩa lớn đối với tham vọng vô địch ngoại hạng Anh mùa này của đoàn quân do huấn luyện viên Mikel Arteta dẫn dắt. Ngôi sao 22 tuổi đang là chân sút chủ lực trong hàng công của Arsenal khi có 16 bàn thắng cùng với 13 đường kiến tạo từ đầu mùa. Thưa quý vị, giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook, vào ngày 21 tháng 3 đã khai trương cửa hàng mới nhất của thương hiệu trái táo cắn dở ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Thông tin vừa được đăng tải trên Reuters. Tim Cook đã đến Thượng Hải và hôm thứ tư, ông mở màn lễ khai trương với việc bước ra chào đón đông đảo khách hàng đến tham dự, một số trong đó đã xếp hàng từ đêm hôm trước. Nằm đối diện đền Tinh An lịch sử của Thượng Hải, đây là cửa hàng thứ 57 của thương hiệu trái táo cắn dở ở Trung Quốc và thứ 8 tại trung tâm tài chính của đất nước tỷ dân. Apple khai trương cửa hàng mới trong bối cảnh Apple đang chứng kiến sự sụt giảm doanh số iPhone tại Trung Quốc và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các đối thủ như Huawei. Theo ước tính, doanh số iPhone của Apple tại Trung Quốc trong 6 tuần đầu năm nay đã giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Tim Cook và phó chủ tịch bán lẻ và nhân sự của Apple, Deirdre O'Brien, không đưa ra bất kỳ sự nhận xét công khai nào tại lễ khai trương cửa hàng mới. Sự kiện đã thu hút hàng trăm người, buộc cảnh sát địa phương điều động nhân lực nhằm đảm bảo trật tự công cộng. Theo kế hoạch, giám đốc điều hành Apple sẽ đến Bắc Kinh để tham dự diễn đàn phát triển Trung Quốc, nơi quy tụ các CEO nước ngoài và các lãnh đạo chính sách hàng đầu của Trung Quốc. Cũng trong ngày 21 tháng 3 vừa qua, các gia đình người Iran tự mơ mê đất nước đã nổ nức cùng nhau đón chào Tết Nowruz, truyền thống của dân tộc Ba Tư. Bà Ashraf Abanka, một cư dân Tehran, nói với Reuters rằng hy vọng năm mới sẽ mang lại sức khỏe, thành công và tình hình kinh tế ổn hơn. Theo lịch của Iran, Nowruz đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân và là ngày xuân phân được hơn 300 triệu người trên khắp thế giới tổ chức. Năm ngoái tình hình tài chính rất khó khăn, khó khăn với tất cả mọi người. Tôi hy vọng năm mới mọi thứ sẽ được cải thiện hơn. Tôi cũng mong năm mới sẽ không còn chiến tranh, những đứa trẻ không phải di rời chỗ ở hay lo sợ về nạn đói. Tôi mong mọi người bình yên, các thảm kịch sẽ không xảy ra nữa. Truyền thống này có nguồn gốc từ tôn giáo Zoroastrian, cổ xưa của người Ba Tư, khi các gia đình quây quần và trao đổi quà tặng. Trong kỳ nghỉ lễ, người Iran đặt một chiếc bàn gồm nhiều món đồ khác nhau gọi là hafsin để trao tặng và chào mừng mùa xuân đến. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình An ninh Trật tự Thế giới 24 giờ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.